Tiếp tục 8 vào nút về rất nhiều cho bác nhé. 8 vào nút bản là 64 GB. Thì báo cáo bác là đối với dòng này thì em cũng nợ đơn các bác rất là nhiều. Thôi bác nào, bác thông cảm, hàng về thì ai cũng thế thôi. Bán hàng ai thì muốn hàng nó về liên tục để trả cho các bác. Nhưng có những đợt thì nó không về kịp thì bắt buộc phải chậm chậm đơn của các bác thôi. Này, 8 vào nút thì như giới thiệu các bác đây. À, đối với dòng này thì 10 con gần như cả 10. 10 con gần như cả 10 luôn ạ. 8 Plus 64 GB. Tại sao dòng này nó đẹp như vậy mà nó lại 10 con lại nói như cả 10, là tại vì bác nhìn này. À, tất cả những dòng này thì họ được thiết kế nó đều là kính cường lực sau và trước, kính cường lực. Nên là khi có kính cường lực rồi thì nó hầu như nó không bị xước, nó không bị xước. Nên là máy nó rất là đẹp. Xung quanh nó bo viền là màu vàng bằng gold cực kỳ đẹp nhé. Vàng gold. Đấy. À, dòng này thì có màu đỏ và màu đen và màu này nữa. Màu đen thì đây, màu đen đây, đấy, màu đỏ nữa. Thì báo cáo bác là nó có mấy màu đấy, à, đỏ, đen và màu này. Đúng rồi, nó có ba bốn ba con đỏ không mà nhỉ? Làm gì mà hết nhanh thế? Đỏ hết rồi các bác ơi, đỏ hết rồi, đỏ hết rồi ạ. Đấy, đây là đối với lại iPhone 8 Plus bản 64 GB. Thì đây em Ma Tuấn đọc qua cho bác này. À, giá thì em cũng báo giá xuất trên kênh cho bác rồi. Dòng 8 Plus này có mức giá là 3 triệu 590 nghìn. 3 triệu 590 nghìn đối với dòng này. 8 Plus hầu như con nào như con nào. Đấy. Mà nó đều như nhau hết. Ok chưa? Con nào cũng vậy. Hầu như là không có con nào khác cả. Con nào cũng thế đấy. Đây. Nó nhìn vào cài đặt nha. Cho cài đặt chung này. Giới thiệu này. Đấy, các bạn nhìn này, iPhone 8 Plus chưa? Bản LA. Đây, bộ nhớ 64 GB. À, mức giá của nó là em nó là 3 triệu 590 nghìn. Dòng này thì chắc cái lô này về đây mới giả nợ đơn nữa thì chắc cũng còn được khoảng 5 6 con nữa thử rồi thôi. Còn bác nào lấy thì cứ đặt tiếp, hàng về em lại trả. Thôi nhé. Đây là đối với lại dòng 8 Plus, iPhone 8 Plus bản quốc tế 64 GB, mức giá 3 triệu 590 nghìn. Có màu này và màu đen và màu đỏ. Chào các bác.